Mụn đầu đen đặc biệt ở vùng mũi cứ xuất hiện dai dẳng và cứ tái đi tái lại. Ngày nào bạn cũng đè nặng chúng ra muốn bầm cái lỗ mũi, nhưng hôm sau chúng lại xuất hiện lại. Bạn căm ghét chúng vì chúng quá lì lợm. Mình là bác sĩ Phương Quý và video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tiêu diệt mụn đầu đen một cách đơn giản, hiệu quả và nhanh chóng, và nhanh như người yêu cũ trở mặt vậy đó các bạn. Và nhanh như người yêu cũ trở mặt vậy đó các bạn. Các bạn hãy đón xem video vào lúc 20 giờ tối mỗi thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Và đừng quên nhấn like video và nhấn đăng ký kênh YouTube của mình để ủng hộ cho mình nhé. Trước khi vào phòng điều trị mụn đậu đen thì chúng ta cần phải hiểu mụn đậu đen là gì. Mụn đậu đen là loại mụn không viêm, được hình thành chủ yếu dưới sự tăng sinh quá mức của tuyến bã ở bên dưới, dẫn đến lượng dầu thừa tích tụ trên da quá nhiều, kết hợp với bụi bẩn, tế bào chết, vi khuẩn, khiến cho lỗ chân lông bị bít tắc và các nốt mụn tiếp xúc với không khí sẽ bị oxy hóa và chuyển thành màu đen. Và bây giờ chúng ta hãy đi qua phần điều trị mụn đầu đen nhé. Nguyên tắc đầu tiên là chúng ta cần phải kiểm soát bã nhờn từ bên trong và bên ngoài. Về phần bên trong thì các bạn cần có chế độ ăn hạn chế dầu mỡ, đường và sữa. Những chất đó sẽ khiến cho tuyến bã nhờn của các bạn tăng sinh quá mức, đặc biệt là vùng mũi. Thứ hai là các bạn cần phải uống nhiều nước. Nếu các bạn uống nước thường xuyên hơn thì việc đào thải sẽ diễn ra thường xuyên hơn. Và theo đó, các dầu nhờn cũng sẽ được đào thải, dẫn đến lỗ chân lông sẽ được thông thoáng hơn. Và các bạn hãy hạn chế các loại thức uống có cồn, cà phê, thuốc lá và hãy cố gắng vui vẻ lên, đừng để mình bị stress nhé. Rất nhiều bạn lấy dầu thừa trên da bằng giấy thấm dầu. Điều đó hoàn toàn có thể. Tuy nhiên các bạn nên nhớ rằng khi các bạn thấm dầu quá nhiều thì vùng da đó sẽ bị khô đi và nó sẽ feedback ngược, nó sẽ báo cho cơ thể rằng vùng da nơi này đang thiếu ẩm. Vì thế cơ thể chúng ta sẽ càng tiết dầu nhiều hơn. Và điều thứ hai là chúng ta cần phải làm thông thoáng lỗ chân lông. Đầu tiên là chúng ta cần phải tẩy trang. Các bạn nên tẩy trang vào mỗi buổi tối, cho dù các bạn không trang điểm hay các bạn chỉ bôi kem chống nắng. Hiện nay có rất nhiều loại tẩy trang, dạng nước, dạng sữa, dạng dầu, dạng sáp. Các bạn có thể sử dụng bất kỳ loại tẩy trang nào, nhưng mình khuyên các bạn nên sử dụng loại dầu tẩy trang cho vùng mũi nhé. Mũi là vùng da tăng tiết dầu nhiều nhất, thì dù bạn có là da khô đi chăng nữa, thì vùng mũi của các bạn cũng có thể có mụn đầu đen. Các loại dầu tẩy trang có khả năng đi sâu trong lỗ chân lông, hòa chung với các loại dầu thừa và bụi bẩn và kéo chúng ra khỏi ngoài cơ thể. Tuy nhiên thì các bạn cần phải nhũ hóa kỹ dầu tẩy trang để tránh tình trạng dầu tẩy trang còn tích tụ lại ở trong lỗ chân lông. Và mình gợi ý cho các bạn một số loại dầu tẩy trang khá là tốt trong thị trường hiện nay. Và tiếp theo đó chính là phần rửa mặt. Các bạn nên sử dụng các loại sữa rửa mặt có độ pH từ 5 cho đến 6, bởi vì làn da chúng ta có độ pH là 5.5. Khi các bạn sử dụng các loại sữa rửa mặt có độ pH cao, các bạn sẽ có cảm giác mọi dầu nhờn sẽ được lấy đi hết. Nhưng sau đó khoảng 1 cho đến 2 tiếng thì làn da các bạn lại tiết dầu nhiều hơn, bởi vì làn da chúng ta feedback ngược lại cho cơ thể rằng vùng da này đang thiếu dầu, cần phải tiết dầu nhiều hơn. Vì vậy các bạn nên sử dụng các loại sữa rửa mặt có độ pH từ 5 cho đến 6 nhé. Và mình gợi ý cho các bạn một số loại sữa rửa mặt có độ pH từ 5 cho đến 6. Điều thứ ba cũng là một trong những điều quan trọng nhất là các bạn cần phải tẩy da chết bằng BHA. BHA là chữ viết tắt của beta hydroxy acid, có đặc tính tan trong dầu nên chúng có khả năng hoạt động mạnh trên bề mặt da và đi sâu vào trong lỗ chân lông, giúp thanh lọc lỗ chân lông và lấy đi dầu nhờn rất là hiệu quả. Các bạn cần sử dụng BHA thường xuyên và sử dụng 2 lần một tuần sau bước rửa mặt nhé. Và mình đảm bảo cho các bạn chỉ sau 2 cho đến 3 tuần thôi, mụn đầu đen của các bạn sẽ giảm đi đáng kể. Và đây là một số sản phẩm có chứa BHA phù hợp với làn da nhiều mụn đầu đen. Tiếp theo là các bạn nên sử dụng các loại kem dưỡng ẩm có chứa retinol. Retinol có khả năng làm giảm mụn, thu nhỏ lỗ chân lông và kiểm soát dầu nhờn rất là tốt. Các bạn chỉ cần sử dụng retinol có nồng độ từ 0,5 cho đến 1% thôi nhé. Chúng ta chỉ cần bôi retinol từ 1 cho đến 2 lần vào mỗi buổi tối trước khi ngủ lên những vùng da có chứa nhiều mụn đầu đen và dầu nhờn nhé. Và sau đây mình xin gợi ý cho các bạn một số loại kem dưỡng có chứa retinol có nồng độ thấp nhé. Và điều tiếp theo đó chính là sử dụng kem dưỡng ẩm. Các bạn biết đó, mục đích tiết dầu của cơ thể là đã cung cấp độ ẩm cho vùng da đó. Vì vậy khi chúng ta dưỡng ẩm đầy đủ thì da của chúng ta sẽ giảm tiết dầu đi rất là nhiều. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng bất kỳ loại kem dưỡng ẩm nào mà các bạn yêu thích cho cả vùng mặt và vùng mũi luôn nhé. Đặc biệt là đừng có sử dụng kem trộn nhé các bạn. Đừng có mì dụ nha. Và điều cuối cùng là các bạn nên lấy nhân mụn định kỳ. Các bạn hãy tưởng tượng phần mụn đầu đen ở dưới lỗ chân lông nó khá là to so với phần miệng của trai, và miệng của trai sẽ tương tự như lỗ chân lông của chúng ta. Vì vậy, để lấy nhân mụn đầu đen ra chúng ta cần một lực rất mạnh. Đôi khi chúng ta sẽ làm tổn thương vùng da đó. Vì vậy, các bạn cần phải làm mở lỗ chân lông trước khi lấy nhân mụn ra. Các bạn có thể sử dụng phương pháp xông hơi, và một trong những phương pháp mình yêu thích nhất
đó chính là sử dụng khăn ấm đắp lên vùng mũi khoảng từ 10 cho đến 15 phút. Điều này sẽ giúp cho lỗ chân lông của chúng ta mở rộng ra và làm cho vùng da đó mềm hơn. Và chúng ta có thể lấy nhân mụn đầu đen ra một cách dễ dàng và không đau đớn. Và video đến đây đã kết thúc. Mình hy vọng những gì mình chia sẻ sẽ giúp ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video và đừng quên đón xem các video tiếp theo vào lúc 20 giờ tối mỗi thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Và xin hãy nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube của mình để ủng hộ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.